Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn tin tức Đông Tây của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Hãy là người đầu tiên nhận tin tức đầu ngày từ chương trình. Sáng nay, chúng tôi sẽ mang đến quý vị nhiều nội dung hấp dẫn. Diễn biến mới nhất, đầy bất ngờ của phiên tòa xét xử vụ đại gia tố bị người đẹp lừa đảo số tiền khủng. Hoa hậu Phương Nga được tại ngoại, Cao Toàn Mỹ bực bội đá văng cả rào chắn ở khuôn viên tòa án. Bắt hơn 100 con bạc được bảo vệ nhiều lớp trong rẫy cà phê ở Đắk Lắk. Bộ Công an nhận định đây là sói bạc lớn nhất Tây Nguyên bị triệt phá từ trước đến nay. Dự án chống ngập 10.000 tỷ của thành phố Hồ Chí Minh chưa hoàn thành, 180 căn nhà dân bị nứt khi công trình xây dựng. Bạc Liêu nghi vấn khu mực dởm bằng cao su được lừa bán cho khách tại khu du lịch. Câu chuyện về khu mực dởm râm ran thời gian qua chỉ là lời đồn hay chính là sự thật? Người tiêu dùng cảnh giác sáng nay, mời quý vị cùng tìm hiểu. Như vừa giới thiệu, chốc lát nữa chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến nóng nhất của vụ xét xử Hoa hậu Phương Nga bị tố lừa đại gia Cao Toàn Mỹ hơn 16 tỷ đồng, đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Hay sao con heo, gà dịch cũng đang đứng trước bên bờ khủng hoảng thừa hàng dội chợ, giá rớt thảm thương. Còn mở đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng về với làng rau Trà Quế, tỉnh Quảng Nam để gặp gỡ người thật việc thật của nhân vật trong bức ảnh này đây. Thưa quý vị, tình yêu giản dị mà bền chặt hơn nửa thế kỷ của hai con người này đã làm rung động trái tim của nhiếp ảnh gia người Pháp Rehan. Anh đã lấy cảm hứng này để truyền đi những thông điệp yêu thương, mang lại thành công cho bộ ảnh nổi tiếng có tên Việt Nam Mosaic of Contrast. Bộ ảnh này đã khiến du khách nước ngoài biết đến đất nước hình chữ S cũng như muốn đến thăm đôi vợ chồng già có chuyện tình đẹp ở phố cổ Hội An nhiều hơn nữa. Ở làng rau Trà Quế có một gia đình nhỏ lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Đó là tổ ấm của cụ ông Lê Sẻ, 94 tuổi và cụ bà Nguyễn Thị Lợi, 87 tuổi. Không cưới sinh, ông bà đến với nhau giản dị như bao mối tình khác trong thời kháng chiến khốc liệt. Ông bà cũng như bao người con đất Quảng, quyết bám đất, giữ làng và nuôi dấu bộ đội. Năm 1953, ông Sẻ bị Pháp bắt và đưa ra nhà lao An Hòa. Nỗi đau và sự chờ đợi đã khắc sâu thêm tình yêu thương vô bờ bến mà bà Lợi dành cho chồng. Năm 1954, ông Sẻ trở về. Hai ông bà tiếp tục cuộc sống, ngày trồng rau, đêm nuôi dấu cán bộ, cùng dắt tay nhau đi qua mọi khó khăn của cuộc kháng chiến trường kỳ. Đến nay, dù bàn tay đã chai sạm trong nắng mưa, nhưng gần 70 năm yêu nhau và về chung một mái nhà, cụ Sẻ vẫn đều đặn chải tóc cho cụ bà trong niềm hạnh phúc lớn lao. Câu chuyện tình yêu hơn nửa thế kỷ của ông Lê Sẻ và cụ bà Nguyễn Thị Lợi đã trở thành một chuyện tình đẹp mà không chỉ người dân đất Hội An, du khách trong nước mà ngay cả bạn bè quốc tế cũng vô cùng ngưỡng mộ. Họ xem đây là một trong những biểu tượng của hình ảnh con người Việt Nam chân chất, hiền lành nhưng kiên cường, son sắt thủy chung. Nhờ phối hợp chặt chẽ quy trình báo động đỏ liên viện và can thiệp vàng, ngày 28 tháng 6, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã vừa cứu sống một bệnh nhân nguy kịch do chịu nhiều vết thương trí mạng ở ngực và tim. Theo nguồn tin từ bệnh viện, bệnh nhân nhập viện vào hơn 10 giờ tối ngày 18 tháng 6 trong tình trạng hôn mê, phải thở máy. Nếu không kịp thời được phẫu thuật, sự sống của bệnh nhân sẽ hết sức mong manh. Người nhà kể lại khoảng 19 giờ cùng ngày, bệnh nhân bị một người dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực và tay trái. Bác sĩ Đoàn Tri Hảo, trưởng khoa ngoại lồng ngực Bệnh viện Chợ Rẫy, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho biết, bệnh nhân bị 8 vết thương 1-2cm ở vùng ngực trái và nhiều vết thương khác ở sườn, ức. Ngoài ra, còn bị tràn dịch màng ngoài tim, màng phổi phải. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định mở ngực khâu vết thương tim và thành công đã vượt ngoài mong đợi. Chuyển sang những tin nóng đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Đến thời điểm này, có thể nói vụ án Hoa hậu Trương Hộ Phương Nga và doanh nhân Cao Toàn Mỹ được xem là phức tạp nhất từ trước đến nay liên quan đến mối quan hệ người đẹp và đại gia. Sau mấy ngày xét xử, vụ việc ngày càng phức tạp khi xuất hiện nhiều tình tiết khá bất ngờ, nhiều nhân chứng bí ẩn. Nhưng đặc biệt, sau ngày hôm qua, vụ án đã có diễn biến mới bất ngờ với nhiều người. Kết thúc phiên tòa chiều 29 tháng 6, Hoa hậu Phương Nga và người có liên quan là Thùy Dung được tại ngoại. Vụ án được trả hồ sơ để điều tra lại.
Đây được coi là một thắng lợi ban đầu của phía Hoa hậu người Việt tại Nga bị đại gia tố lừa đảo của ông 16 tỷ 500 triệu đồng. Theo đơn gửi đến Hội đồng xét xử và Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các luật sư trình bày Phương Nga đã bị tạm giam từ ngày 19 tháng 3 năm 2015 đến nay là hơn 2 năm 3 tháng, quá thời gian tạm giữ chiếu theo luật. Trong thời gian đó, Phương Nga không có dấu hiệu bỏ trốn, cản trở hoạt động điều tra hoặc cản trở việc xét xử của tòa án. Do đó, việc tiếp tục tạm giam bị cáo Nga là không cần thiết. Vì vậy, các luật sư kiến nghị hủy bỏ biện pháp tạm giam cho Phương Nga được tại ngoại hoặc có thể thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và đã được chấp thuận. Các luật sư cũng kiến nghị có biện pháp bảo vệ người làm chứng Lữ Minh Nghĩa, ông Nguyễn Văn Yên và bà Hồ Mai Phương, mẹ Phương Nga, bởi những người này e ngại sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng và cần thiết phải bảo vệ an toàn với tư cách một nhân chứng của vụ án. Ra khỏi tòa với tâm trạng hạnh phúc, Phương Nga và Thùy Dung nhận được nhiều lời chúc mừng. Trong khi đó, đại gia Cao Toàn Mỹ lại vấp phải hàng loạt sự phản ứng mạnh mẽ của người dân. Theo báo Vietnamnet, ông Cao Toàn Mỹ rời tòa trong dòng dây của báo chí đằng sau những lời chế giễu chửi mắng của người tham dự phiên tòa. Thêm tâm trạng khá thất vọng vì diễn biến phiên tòa không như mong muốn, vị doanh nhân này đã bực bội đá đổ hàng rào chắn trong khuôn viên của tòa án. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo cáo trạng, từ năm 2010, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sinh năm 1979, thường trú tại phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã tạo tài khoản Facebook để dùng soạn thảo đăng tải, chia sẻ ở chế độ công khai nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, tuyên truyền xuyên tạc, đả kích, nói xấu đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Năm 2014, bị cáo Như Quỳnh thu thập thông tin trên các báo điện tử về 31 trường hợp người chết sau khi làm việc với công an xảy ra trên cả nước, làm ra tập tài liệu phải chấm dứt việc cảnh sát giết dân thường để đưa lên trang Facebook của mình. Tuy nhiên, bị cáo đã không tìm hiểu rõ thông tin chính thức về kết quả điều tra, giải quyết các vụ việc này từ các cơ quan chức năng, cố ý xuyên tạc sự thật nhằm mục đích để người đọc hiểu sai bản chất vấn đề, đồng thời xúc phạm và làm hạ uy tín của lực lượng công an nhân dân, xâm hại mối quan hệ giữa nhân dân và lực lượng công an. Dự kiến phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ diễn ra trong 2 ngày 29 và 30 tháng 6 với 3 luật sư thuộc hai đoàn luật sư tỉnh Phú Yên và thành phố Hà Nội tham gia bào chữa cho bị cáo. Tại các phiên tòa trước đó, cùng với cáo trạng buộc tội, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị mức án từ 8 đến 10 năm tù đối với bị cáo. Thưa quý vị, thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tục bắt giữ lượng lớn hàng hóa không có nguồn gốc, hàng nhái thương hiệu uy tín. Đa số những sản phẩm này nhắm đến đối tượng sử dụng là phụ nữ. Mới đây, một container được lực lượng chức năng phát hiện chứa rất nhiều mặt hàng giả, gồm giày dép, linh kiện điện thoại, sách tay, túi sách tại cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng giá trị lô hàng giả này lên đến hơn 30 tỷ đồng. Theo Tổng cục Hải quan, đa số mặt hàng đều nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng. Theo tờ khai hải quan, đây là lô hàng được nhập từ Trung Quốc quá cảnh tại cảng Cát Lái để đi Campuchia. Hiện toàn bộ lô hàng đã được niêm phong, thống kê để làm rõ các cá nhân tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, theo phản ánh của nhiều du khách, tiểu thương và người dân, thời gian gần đây tại khu du lịch Quán Âm Phật Đài thuộc phường Nhà Mát của thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã xuất hiện nhiều người lạ mặt từ nơi khác đến bán dạo những con khô mực rất là lạ. Và người dân nghi vấn đây chính là khô mực giả được sản xuất với mẫu mã hết sức tinh vi nhằm lừa gạt để móc túi người tiêu dùng. Công tác viên Nguyên Khang ở Bạc Liêu thông tin chi tiết hơn về vụ việc này ngay sau đây. Theo quan sát của phóng viên vào 2 ngày liên tục, tại khu vực trước cổng khu du lịch Quán Âm Phật Đài có khoảng trên 5 người bày bán khô mực cầm tay về những con khô mực mời chào hấp dẫn nên có khá nhiều du khách đã ghé mua. Trao đổi với những tiểu thương chuyên bán về các loại khô thì được biết giá khô mực loại cỡ bàn tay người lớn từ 500 đến 700 ngàn đồng một ký. Còn khô mực nghi vấn dởm được bán dạo này thì chỉ có giá từ khoảng 200 đến 300 ngàn đồng. Nhưng khách trả giá nào thì cuối cùng cũng dính bẫy. Theo phóng viên, khi nướng những con khô mực này thì khô bốc mùi hôi của cao su, không thể xé ra thành sợi như khô mực thông thường.
Trước đây đã từng có rất nhiều thông tin về khu vực giả làm từ cao su, nướng khét đen, bốc mùi nồng nặc. Thậm chí là nhiều người còn thực nghiệm là nướng khô giả rồi chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội để cảnh báo với người tiêu dùng. Tuy nhiên, đây chỉ là lời đồn hay là sự thật? Xin được mời quý vị cùng tìm hiểu trong phần tin người tiêu dùng cảnh giác sẽ đến trong ít phút nữa. Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khán giả, bắt đầu từ ngày mai 1 tháng 7, chương trình Chuyển động Đông Tây lúc 11 giờ trưa hiện nay sẽ được điều chỉnh giờ phát sóng vào lúc 11 giờ 30 phút đến 12 giờ hàng ngày. Đặc biệt là vào khung giờ 22 giờ tức 10 giờ tối, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang ra mắt chương trình tin tức đặc biệt Chuyện 22 giờ. Chương trình có nhiều điều hấp dẫn giúp quý vị kết thúc một ngày làm việc với những câu chuyện không thể bỏ qua. Rất mong được quý vị đón xem. Tiếp tục, tin tức Đông Tây sáng nay là những tin nóng chúng tôi vừa nhận được. Khoảng 11 giờ tối qua, người dân khu vực đường Lĩnh Nam, Hà Nội thấy khói bốc lên từ một cửa hàng đồ gỗ ở trong khu vực. Sau 10 phút thì đám cháy bùng phát, cả khu phố bị mất điện hoàn toàn. Ngay lập tức, 4 xe chuyên dụng của cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tới hiện trường. Sau khoảng 30 phút, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Hiện tại, cơ quan chức năng đang xác định thiệt hại của vụ cháy. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại gì người. Nếu không dập tắt sớm, đám cháy có thể lan sang các cửa hàng sơn và cửa hàng ga bên cạnh. Nguồn tin từ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cho biết, sông bạc Lê Ma Cao bên kia biên giới thuộc thành phố Ba Vep, tỉnh Svay Rieng, Campuchia đã bốc cháy dữ dội vào khoảng 2 giờ rưỡi chiều ngày hôm qua 29 tháng 6. Khi đám cháy xảy ra, các con bạc chủ yếu là người Việt đã hoảng hốt tháo chạy ra ngoài. Khoảng 4 tiếng sau, ngọn lửa mới được khống chế, chưa rõ nguyên nhân cũng như thiệt hại của vụ cháy. Thưa quý vị, cùng với quả quạng, mưa lũ đã gây ra nhiều thiệt hại cho người dân. Liên tiếp từ ngày 26 đến 29 tháng 6, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa trên diện rộng, một số nơi có mưa rất lớn và lũ quét. Mưa lũ đã làm nhiều nhà dân, công trình thủy lợi và một số đường giao thông tại các địa phương bị sạt lở. Gần 70 hectare lúa và hoa màu của người dân đã bị chìm trong nước. Trước tình hình này, tỉnh đã cử cán bộ xuống người dân để kiểm tra tình hình thiệt hại, động viên và giúp đỡ bà con nhân dân khắc phục hậu quả, hướng dẫn các địa phương thực hiện tiêu thoát nước chống úng trên đồng ruộng, kiểm tra, quản lý chặt chẽ và hướng dẫn giao thông qua các tuyến đò sông, suối, giúp người dân và phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn. Mưa lớn cũng làm cho lượng nước về hồ thủy điện Tuyên Quang nhiều, do vậy, để đảm bảo an toàn qua hồ chứa, nhà máy thủy điện Tuyên Quang đã phải tiến hành xả lũ. Do có mưa liên tục trong những ngày qua, lũ trên các sông suối tại địa bàn tỉnh Lào Cai cũng lên nhanh, đã gây sạt lở nhiều tuyến đường giao thông, ảnh hưởng không nhỏ tới việc đi lại của người dân địa phương. Sợ nguy hiểm khi qua các con suối, bà con đã nảy ra một ý tưởng không thể đụng hàng. Đó là gì? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Bà con cho trâu lội nước, nắm vào đuôi trâu để qua suối như thế này. Trước mắt, cách này khiến bà con tạm yên tâm vì thấy an toàn hơn một mình vượt con nước chảy xiết. Tuy nhiên, xem những hình ảnh này, nhiều người vẫn không khỏi lo lắng vì sợ mấy ông trâu nổi hứng hay trở chứng bất thường. Mấy ngày nay, lũ đã cuốn trôi hoàn toàn con đường tạm duy nhất đi qua suối dẫn vào khu tái định cư thôn Sủng Quảng 2, huyện Bát Sát. Hiện 35 hộ dân ở đây gần như tách biệt với các địa phương khác. Vì vậy, người dân phải đi dọc theo bờ suối tìm chỗ nước chảy không xiết để lội qua cùng trâu bất chấp nguy hiểm như thế này. Thưa quý vị, công trình cống Phú Định thuộc dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1. Theo kế hoạch thì toàn bộ công trình hoàn thành vào năm sau và sẽ kiểm soát ngập cho diện tích 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ phải sông Sài Gòn và trung tâm thành phố. Thế nhưng tác dụng của công trình chưa thấy thì trước mắt người dân sống ở khu vực phường 7 quận 8 đã phản ánh về việc đơn vị thi công làm nứt 180 tường nhà khiến bà con lúc nào cũng phập phồng vì sợ sự cố sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Trước phản ánh này, lãnh đạo địa phương đã có nhiều buổi làm việc với công ty Trung Nam BT 1547 thuộc tập đoàn Trung Nam để sớm có biện pháp hỗ trợ đền bù cho các hộ bị thiệt hại. Chính quyền địa phương đề nghị chủ đầu tư hỗ trợ khắc phục ngay đối với những ngôi nhà bị ảnh hưởng nặng. Đến nay, đơn vị đã đền bù cho 11 hộ, 70 hộ đã được hỗ trợ với số tiền 5 triệu đồng. Ngoài ra, công ty còn cho biết tổ kiểm tra đang phối hợp với các đối tác bảo hiểm để có mức đền bù phù hợp nhất cho người dân.
Trước mắt, đối với những nhà bị nước mạnh có nguy cơ sập, chính quyền địa phương sẽ hối thúc công ty nhanh chóng đánh giá thiệt hại để sửa chữa hoặc thuê nhà cho người dân ra ngoài ở, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra. Một thông tin đáng chú ý về thị trường nông sản, giá hồ tiêu sụt giảm rất mạnh trong 6 tháng đầu năm nay. Nếu so với cùng kỳ năm 2016, giá tiêu đã giảm tới hơn phân nửa. Đây được xem là mức giảm giá kỷ lục của ngành hồ tiêu trong vòng 5-6 năm trở lại đây. Cụ thể, giá hồ tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu giảm 2.000 đồng 1 kg xuống còn 79.000 đồng 1 kg so với cuối tháng 5. Tại Đồng Nai, giảm 5.000 đồng 1 kg xuống mức 75.000 đồng 1 kg. So với cuối năm 2016, giá tiêu trong nước giảm tới 57-61.000 đồng 1 kg. Nếu so với cùng kỳ năm 2016, giá tiêu hiện đã sụt giảm tới 50%. Cùng với đó, giá tiêu xuất khẩu bình quân 5 tháng đầu năm 2017 đạt 5.876 đô la Mỹ một tấn, cũng giảm 26,8% so với cùng kỳ năm 2016. Theo Bộ Nông nghiệp, giá hồ tiêu giảm mạnh là do tình hình xuất khẩu sang các thị trường như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản bị chững lại. Trong khi đó, thì diện tích hồ tiêu trên cả nước vượt quy hoạch, dẫn đến cung vượt cầu khiến cho giá hồ tiêu lao dốc. Người dân mở rộng sản xuất quá nhanh, quá mạnh, trong khi đầu ra vẫn hẹp khiến cho nông sản rơi vào khủng hoảng thừa. Đây không còn là câu chuyện riêng của ngành của hạt tiêu. Ngành chăn nuôi hiện đang gặp rất nhiều khó khăn do giá gia súc, gia cầm xuống mức thấp kỷ lục. Tuy nhiên, một nghịch lý là khi thịt, trứng ế ẩm, tình hình nhập khẩu thức ăn và nguyên liệu vẫn đang tăng mạnh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo số liệu chính thức của Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm 2017, Việt Nam đã chi ra gần 1 tỷ 500 triệu đô la Mỹ để nhập thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu. Con số này đã tăng 27% so với 5 tháng đầu năm của năm 2016. Thị trường nhập khẩu chính của nhóm mặt hàng này đó chính là Argentina với 45%, Mỹ 13%, Ấn Độ 5% và Trung Quốc là 4,2%. Mặc dù chăn nuôi heo, gia cầm là hai mảng chiếm tỷ trọng lớn nhất của ngành chăn nuôi Việt Nam đang gặp khó khăn, phải giảm đàn, thị trường thức ăn chăn nuôi có sự tăng trưởng nóng, thừa về cung, nhưng lượng thức ăn gia súc và nguyên liệu nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm nay vẫn tăng mạnh. Và vì đâu lại có nghịch lý này? Theo như các chuyên gia, nguyên nhân là do giá bắp và đậu nành, nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi của các thị trường nước ngoài đang ở mức khá thấp, mà nguyên liệu trong nước thì khó có thể cạnh tranh nổi. Thưa quý vị, nhưng dù cho nước ta đang chi rất là nhiều tiền để nhập nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, thế nhưng thành quả cuối cùng của người nông dân thì vẫn là trái đắng. Sau người nuôi heo, chúng tôi còn muốn nhắc đến sự lao đao của người nuôi gia cầm vào thời điểm này. Xin được mời quý vị xem thông tin ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, vào những tháng gần đây thì giá trứng gà đang tiếp tục giảm, chỉ ở mức là từ 800 đồng cho đến 1.000 đồng một trứng, đã khiến cho người chăn nuôi bị thua lỗ từ 300 đến 500 đồng một trứng. Còn đối với gà lông màu tại các tỉnh Đông Nam Bộ ở đồng và đồng bằng sông Cửu Long đều đã giảm 5.000 đồng một ký so với hồi đầu tháng, xuống mức là từ 23 cho đến 25.000 đồng một ký. Gà lông trắng đã giảm từ 1.000 cho đến 3.000 đồng một ký, xuống mức là 23.000 đồng một ký. Giá sụt giảm, một điều không thể chạy thoát đâu được, đó chính là nguồn cung dư thừa. Từ đầu năm đến nay, đàn gia cầm cả nước đã tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm 2016. Sản lượng đàn gia cầm xuất chuồng ước đạt là 573.000 tấn, đã tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Và theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Viện trưởng Viện Chăn nuôi Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam, thừa nhận, những năm qua, chăn nuôi gia cầm đã có sự bùng nổ về sản lượng. Mức tăng trưởng bình quân trong năm 2016 là gần 10% so với bình quân của thế giới là 3,7%. Ở Việt Nam đã tăng gấp 2-3 lần. Chính sự tăng trưởng nóng này đã dẫn tới hệ quả là khủng hoảng thừa như hiện nay, đẩy giá gia cầm rất tự do. Tuy nhiên, bài học từ các loại nông sản khác cũng đang bất ổn như hiện nay. Và theo chúng tôi, đây chỉ là một nguyên nhân chứ không phải là tất cả. Tiếp tục là những tin tức khác. Thưa quý vị, hoạt động của nhiều ngân hàng, sân bay, máy ATM cũng như một số doanh nghiệp lớn tại châu Âu đang bị tê liệt bởi một loại mã độc tống tiền mới xuất hiện. Như chúng tôi đã thông tin trong các chương trình trước, các chuyên gia bảo mật nhận định mã độc này còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với WannaCry. Mã độc tống tiền đã lây lan tại 90 quốc gia hồi tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, tại Việt Nam, hiện chưa có báo cáo nào ghi nhận trường hợp bị nhiễm mã độc nguy hiểm này.
Mã độc Bedrock đang lan rộng nhanh chóng thông qua lỗ hổng Windows SMB, tương tự như cách WannaCry lây nhiễm 300.000 hệ thống và máy chủ trên toàn thế giới chỉ trong 72 giờ vào tháng trước. Nguy hiểm hơn, mã độc này còn tận dụng các công cụ để lây sang các máy tính khác trong mạng, bất chấp các máy tính đó có chứa lỗ hổng này hay không. Hiện tại, phạm vi lây nhiễm của loại mã độc tống tiền mới này chủ yếu vẫn ở các nước Đông Âu và chưa có thông tin cụ thể về sự lây nhiễm tại châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, quay trở lại yếu tố kỹ thuật, mã độc này phá hỏng SMB tương tự như WannaCry. Theo khảo sát của chúng tôi thì có đến 52% máy tính tại Việt Nam tồn tại lỗ hổng này. Trên cơ sở nghiên cứu phương thức cơ chế đấu giá biển số xe, Bộ Công an vừa đề xuất chính phủ cho thí điểm thực hiện đấu giá biển số xe đẹp ở 5 thành phố lớn, bao gồm thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và thành phố Cần Thơ. Đại tá Trần Quốc Trung, Cục Phó Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, cơ chế thí điểm đã được Bộ trao đổi, thảo luận với các bộ Tư pháp, Tài chính. Ngoài 5 thành phố, nếu tỉnh thành nào đề nghị và đủ điều kiện thì cũng làm thí điểm. Sau một thời gian sẽ đánh giá hoàn thiện cơ chế, báo cáo chính phủ để thực hiện trên cả nước. Liên quan đến những yếu kém trong quản lý, cấp phát biển xanh 80A, 80B cho doanh nghiệp, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Cục Cảnh sát Giao thông đã có văn bản gửi tới các doanh nghiệp liên quan, tổ công tác làm việc với các công ty. Đến nay, cơ bản đã giải quyết hầu hết được 516 biển số xe đã cấp. Thưa quý vị và các bạn, ở miền Tây, bà con đã tìm ra nhiều loại rau thiệt là độc đáo hết chỗ nói. Trong đó có củ hủ của một số loại cây. Ngọc Mai nghĩ rằng thì rất nhiều quý vị đang xem chương trình đã từng nghe qua hoặc đã từng ăn những loại món ngon được làm từ củ hủ dừa, củ hủ mây, tức là đọt mây. Nhưng có một loại củ hủ mà rất ít người biết tới chứ từng nói là chuyện đã được ăn qua. Loại mà chị Ngọc Mai đang muốn nói tới là củ hủ khóm thưa quý vị. Cây khóm coi gai gốc cằn cỏ vậy mà lại cho ra nhiều đặc sản quá trời độc đáo. Qua bàn tay khéo léo của các bà mẹ, các chị thì củ hủ khóm được chế biến thành nhiều món ăn mà theo Nhật Minh nghĩ là hơi bị quý hiếm. Dân, hiếm là bởi vì nhiều lúc có tiền cũng mua không được, bởi củ hủ khóm chỉ có nhiều vào mùa sa mưa. Còn hai là không phải ở đâu chúng ta cũng có thể kiếm được loại đặc sản dân dã này. Chỉ có mức là về tới xứ khóm Cầu Đúc lừng lẫy trăm năm ở tỉnh Hậu Giang, quả mai thì bà con ở đây đãi cho những món ngon trứ danh được làm từ củ hủ khóm. Từ thành phố Hồ Chí Minh về tới Cần Thơ, chỉ cần đi thêm hơn 40 cây số nữa theo đường nối Vị Thanh Cần Thơ, Dương Quốc Khóm xã Quả Tiến của thành phố Vị Thanh đã sẵn sàng chào đón quý vị và các bạn. Phóng viên Thanh Thảo sẽ là người dẫn đường vào sáng nay, xin mời quý vị cùng lên đường. Như quý vị đã từng biết, từ lâu khóm Cầu Đúc đã nổi tiếng với hương vị thơm ngon. Tuy nhiên, có một món ăn đặc biệt từ khóm nhưng ít ai biết đến và ít được thưởng thức. Và ngay sau đây thì Thu Thảo xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu món ăn này. Khi mùa mưa đến, cũng là lúc bà con dùng khóm Cầu Đúc, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang trồng lại vụ mùa mới. Nếu như xưa kia, khóm có tuổi thọ khoảng 10 năm, nhưng nay do đất đai bạc màu, nên chỉ trồng được 2-3 năm là bà con phải trồng lại. Trong quá trình phá khóm, đối với những cây khóm lão không sử dụng con giống được, bà con lấy lại phần củ hủ, hay còn gọi là phần lõi non bên trong. Để cái dao nó hơi xéo về cái đầu này chút. Cái tay xay kìm cứng. Cái tay cầm kìm cứng để nó chợt lên tay. Dạ. Vậy là sao mình xay là mình cầm gì? Rồi sao nữa chút? Mình cắt đè xuống rồi xay cái dao vòng vòng. Xay mà cho cái dao nó sắn vô đây nè, nó cắm xuống rồi mới sạch cái này. Dạ, thì là con tiếp tục xay nữa phải không chú? Xay rồi. Trắng khúc dưới. Thưa quý vị và các bạn, thì cuối cùng thì Thu Thảo cũng đã xay xong một củ hủ khóm. Quả thật là công việc này rất là khó khăn. Qua cái này thì Thu Thảo mới biết là ông bà ta có câu là muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Ở vùng khóm Cầu Đúc, hầu như nhà nào cũng khoái ăn củ hủ khóm. Bởi vậy, chứ đôi bàn tay khéo léo của các bà, các mẹ đã làm ra những món ăn tuyệt vời như khóm xào, hầm hay làm dưa,
hoặc làm nhân bánh xèo là ngon hết sảy. Cô ơi, hiện nay thì cô đang làm chế biến những món ăn nào vậy cô? Đậu khóm này ha, mình cắt ra nhỏ như vậy nè, cái bắt đầu mình xào. Xào với thịt gà, thịt vịt á, mình xào mình làm nhân như bánh xèo là ngon nhất. Dạ. Không có cái gì mà bằng nhân đậu khóm hết trơn á. Nhân của khóm nó khác với củ hủ dừa, là nó có hương vị đặc trưng như thế nào? Cái này thì nó ngon hơn, củ hủ dừa thì nó ngọt mà nó không bằng. Với củ hủ khóm này đó thì mình làm bánh xèo thì nó ngon lắm. Ở đây hồi đó tới giờ là bằng bánh xèo là khi nào muốn ăn đầu muốn ăn bánh xèo ha, là dạ. Đợi mình phá khóm đó là bắt đầu dạ. Mình đem về mình cắt mình rửa như vậy nè, là bắt đầu mình xào. Rồi hoặc thịt gà, thịt vịt mình bầm nhỏ nhỏ ra ăn thôi tép nè. Dạ. Rồi mình trộn rồi mình xào, xào chín rồi cái mình để vô nhân mình đổ bánh xèo. Dạ. Nó ngon hơn giá với củ sắn nào là nó ngon gấp mấy lần luôn. Đối với củ hủ khóm, ta có thể để đôi ba ngày chế biến vẫn được. Nhưng theo bà con dùng khóm, thì sau khi chặt ngoài vườn nên chế biến liền. Có như vậy mới giữ được độ ngọt và ngon của món ăn khi chế biến. Nếu như trước kia củ hủ khóm chỉ dành cho những người nghèo, thì nay nó đã trở thành món đặc sản và mang lại nguồn thu nhập kha khá cho bà con sau mỗi vụ phá khóm. Không những vậy mà đây còn là món ăn rất khó tìm, bởi phải chờ đến mùa phá rẫy khóm và chỉ ở những nơi trồng khóm nhiều như Hậu Giang thì mới có thể đem đến cho ta món ăn tuyệt vời như vậy. Thưa quý khán giả, cuối cùng thì chúng ta cũng có được mâm cơm ngon lành từ củ hủ khóm. Khi ăn thì củ hủ khóm mềm hơn so với củ hủ dừa và có một vị ngọt thanh. Và đặc biệt thì củ hủ khóm mang một hương vị rất là đặc trưng mà Thu Thảo không thể nào diễn tả được. Nếu có điều kiện thì xin mời quý vị và các bạn cùng tìm về vùng khóm tại xã Quả Tiến, thành phố Vị Thanh để thưởng thức những món ăn vừa dân dã nhưng an toàn từ củ hủ khóm. Tiếp tục phần tin nóng sáng nay, hút trọn ổ cờ bạc 100 người trong rẫy cà phê ở Đắk Lắk. Theo công an, đây là sới bạc lớn nhất Tây Nguyên từng được triệt phá từ trước đến nay. Hà Nội, nhiều ý kiến xung quanh kế hoạch đục thông cầm cầu trăm tuổi. Khu mực giả đủ chiêu đánh lừa móc túi người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, hễ mỗi năm hè tới là người dân lại khấp khởi lo chuyện trẻ con chết đuối, bởi đã có quá nhiều vụ việc xảy ra khiến ai cũng đau lòng. Một số nơi đang có mưa nhiều, hồ ao sông suối đầy nước, trong khi các em nhỏ được nghỉ học thì đâu chịu ngồi yên ở trong nhà. Vì vậy, nhiều lúc chỉ cần một chút sơ sẩy, tai nạn đã có thể xảy ra. Biết lỗi cũng là kỹ năng giúp các em có thêm cơ hội sinh tồn nếu chẳng may rơi vào dòng nước dữ. Tuy nhiên, ngày nay không phải đứa trẻ nào cũng có điều kiện để tập bơi. Trước thực trạng này, tỉnh đoàn Quảng Trị vừa tổ chức khai giảng đồng loạt hơn 30 lớp dạy bơi miễn phí cho gần 1.000 em từ 6 đến 15 tuổi tham gia. Thông qua các lớp học bơi, các em sẽ được trang bị kiến thức, lý thuyết bơi cơ bản về các kỹ thuật bơi. Bên cạnh đó, các em được học và tập luyện về những kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước, các phương pháp cứu đuối, sơ cấp cứu người bị nạn, kiến thức an toàn dưới nước, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ em. Theo số liệu từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị, chỉ tính riêng từ đầu năm 2017 đến nay, đã có 12 trường hợp trẻ bị tai nạn thương tích, trong đó có 7 trường hợp bị chết đuối. Nguyên nhân chính do trẻ em ở các vùng nông thôn, miền núi còn thiếu sân chơi trong mùa hè cũng như các kỹ năng bơi lội. Vào chiều hôm qua, nhiều người dân khi đang đi bộ dọc kênh Tàu Hủ phía dưới cầu Chà Già thuộc quận 8 thành phố Hồ Chí Minh đã hết hồn khi phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên mặt nước. Thi thể này nghi là người đàn ông đã tự tử vào tối ngày 28 tháng 6 mà tin tức Mekong hôm qua chúng tôi đã thông tin. Nạn nhân khoảng 40 tuổi, cao trên 1m6, nước da ngăm, tóc ngắn, mặc áo thun, quần sọc tối màu. Đến chiều tối, thi thể người đàn ông đã được đưa về nhà xác để xác minh thân nhân. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 tháng theo dõi, điều tra, công an đã phát hiện một ổ đánh bạc với quy mô lớn trong rẫy cà phê thuộc địa phận thôn 1, xã Cư Xuê, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk.
Và đến chiều qua, các trinh sát của Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Cơ động và Công an địa phương ập vào hiện trường, bắt quả tang và bắt giữ hơn 100 đối tượng, gồm cả nam và nữ đang sát phạt nhau ở trên chiếu bạc. Theo Bộ Công an, đây là vụ đánh bạc có quy mô lớn nhất khu vực Tây Nguyên từ trước đến nay. Ổ cờ bạc này được tổ chức kín đáo, dùng rẫy cà phê tùm để ngụy trang và tiện bề cho các con bạc lẩn trốn, tẩu tán tang vật nếu lỡ bị phát hiện. Tuy nhiên, tấn lưới của nhà chức trách được dăng ra chu đáo và kín kẽ, cả trăm tay cờ bạc lão luyện cũng đành thất thủ. Theo Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết, bước đầu các đối tượng khai nhận đều đánh bạc với hình thức sóc đĩa do một người tên Tài, hộ khẩu tại tỉnh Đắk Lắk, thường gọi là Tài Du, tổ chức. Thường ngày, các con bạc được đưa đón đến tận nơi sát phạt dưới vỏ bọc là xe du lịch, xe khách cỡ nhỏ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ, niêm phong nhiều tang vật và một số tiền mặt liên quan đến vụ đánh bạc. Hiện các đối tượng tham gia đánh bạc đã được di lý về Cục An ninh Tây Nguyên để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật. Thời gian vừa qua, để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân thủ đô nói riêng và người dân cả nước nói chung, chính quyền thành phố Hà Nội đã tạo dựng nhiều không gian, khu vực vui chơi sinh hoạt văn hóa lành mạnh. Hiện thành phố đang nghiên cứu phương án đục thông 127 ô gầm cầu đường sắt ở quận Hoàn Kiếm để tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều ý kiến đồng tình, vẫn còn có những lo ngại xung quanh chủ trương này. 131 gầm cầu này vốn là trụ đỡ cho tuyến đường sắt nối nhiều tỉnh phía Bắc với ga Long Biên, tuyến đường sắt huyết mạch và quan trọng chạy trong nội đô Hà Nội. Để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực, thành phố Hà Nội đã cho xây bịt kín 127 gầm cầu, chỉ để lại 4 gầm làm đường đi. Hiện khu vực này đang được tận dụng làm bãi giữ xe và xây dựng các kiosk kinh doanh buôn bán. Trước thông tin sẽ đục thông 127 gầm cầu còn lại nhằm tạo không gian công cộng, tổ chức các hoạt động nghệ thuật, văn hóa, người dân khu vực này hết sức vui mừng. Tuy nhiên, một số người cũng lo ngại tệ nạn, mất trật tự lại xuất hiện như nhiều năm trước. Mới đây, thành phố đã giao Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm mời các chuyên gia nghiên cứu xây dựng dự án. Sau đó sẽ báo cáo xin ý kiến thường trực thành ủy theo hướng sẽ đục thông các vòm. Thưa quý vị, nhiều cá nhân, tập thể bán hàng trên mạng xã hội như Facebook, Zalo hiện đã được cơ quan thuế tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mời làm việc để cung cấp thông tin. Đối với các trường hợp có doanh số từ 100 triệu đồng một năm, cơ quan thuế sẽ rà soát và tính toán thu thuế. Tuy nhiên, hầu hết những người bán hàng qua mạng vẫn chưa tự giác thông tin với cơ quan thuế. Và theo các chuyên gia, đây là điều cần được nhanh chóng thay đổi. Bởi đã kinh doanh thì dưới hình thức nào cũng phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước để đảm bảo bình đẳng đối với các loại hình kinh doanh khác. Hiện cơ quan thuế đang nỗ lực tuyên truyền như gửi thư mời, nhắn tin, gọi điện, thông tin đến các cá nhân tập thể, kinh doanh trên Facebook để nắm được thông tin và tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, đối với trường hợp cố tình chây ì, trốn thuế, cơ quan thuế có thể phối hợp với các cơ quan chức năng, thậm chí kết hợp với an ninh dữ liệu mạng để khôi phục các dữ liệu bị xóa, tính toán lại doanh thu để truy thu thuế. Đối với các trường hợp này, bên cạnh số tiền phải truy thu, người kinh doanh còn phải chịu mức phạt. Tiếp tục phần tin nóng và hấp dẫn sáng nay là người tiêu dùng cảnh giác. Xin mời chị Quỳnh Như. Thưa quý vị, một trong những món lai rai được các nhân dậu thích đó là khô mực. Không những vậy, món đặc sản dùng biển này còn được các bà nội trợ dùng để làm nguyên liệu trong nhiều món ăn hấp dẫn. Nhiều món ăn từ khô mực cũng được giới trẻ chích mê. Thế nhưng không phải ai cũng biết cách để chọn đúng loại khô mực xịn. Vì hiện nay thị trường đang tràn lan nhiều loại khô mực kém chất lượng, thậm chí là không rõ nguồn gốc. Thậm chí là các khô mực, thông tin về khô mực giả cũng được thông tin rất là rộng rãi. Khô mực mà cũng được làm giả hay sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tiếp về vụ việc khô mực bán chạo ghi là đồ dỏm mà chúng tôi đã đề cập ở phần đầu chương trình. Theo một người dân, nửa ký khô mực mua của một số người bán dạo tại điểm du lịch khu Quán Âm Phật Đài, phường Nha Mát, thành phố Bạc Liêu. Khi nướng thì khô bốc mùi hôi của cao su, không thể xé ra thành sợi như khô mực thông thường. Trước đó cũng đã có nhiều vụ phát hiện khô mực bị làm giả hết sức tinh vi với số lượng lớn. Ở ngay phố biển Hải Phòng cách đây khá lâu, Chi cục Quản lý Thị trường đã tiêu hủy hơn 1 tấn mực khô nhập lậu từ Trung Quốc. Trước khi tiêu hủy, mẫu sản phẩm sau giám định cho thấy đây không phải là mực khô tự nhiên. Hàm lượng cellulose vượt quá chỉ tiêu cho phép.
Liên tục đến nay, Hà Nội, Quảng Trị, Huế, đâu đâu cũng có tình trạng khô mực giả bị phát hiện và xử lý. Người tiêu dùng mới dở lẽ, bấy lâu nay có khi mình đã ăn đồ dởm mà không hay không biết. Khô mực và khô mực xé sẵn kém chất lượng có thể bị làm giả bằng cao su hay được chế biến từ thịt cá xay, có thể là từ cá dụng hoặc là bã nguyên liệu như là củ sắn dây, bột sắn. Với các loại chiêu thức ranh ma này, người tiêu dùng sẽ tiền mất tật mang vì khô giả chứa rất nhiều thành phần độc hại. Nhưng theo các chuyên gia, người tiêu dùng vẫn có cách để nhận diện khô mực giả. Sau đây chúng tôi tổng hợp để quý vị cùng cảnh giác. Khô mực giả rất khó xé. Đến khi nướng, những con khô mực này bốc mùi hôi của cao su, không thể xé ra thành sợi như khô mực thông thường. Khô mực tự nhiên thường có màu hồng tự nhiên. Khô mực giả có màu nâu hơi sạm, nhìn không tự nhiên. Khô mực giả hình dáng thường không cân đối giữa thân và đầu mực, không có gân giữa sống lưng như khô mực thật. Khô mực giả ăn rất dai, không có vị ngọt như mực tự nhiên. Ngoài ra, mực giả khi được ngâm trong nước khoảng 10 phút sẽ lộ nguyên hình miếng cao su cắt mỏng khi lớp bột bên ngoài đã bị trả ra phai màu. Cũng theo các chuyên gia thực phẩm, người tiêu dùng cần chú ý mua cá mực khô ở các cửa hàng có uy tín. Nên nướng mực thử trước khi mua với số lượng lớn, vì khi bị đốt, mực nguyên con thường quăng lại, cháy từ ngoài vào. Còn loại mực khô kém chất lượng, mực khô bị nhập lậu, bị thu giữ, khi đốt thì cháy gần như thành than và có mùi khét, khi ăn không có vị tanh và ngọt của cá mực tự nhiên. Không nên mua mực xé sẵn, vì đây là loại mực dễ bị trà trộn mực giả nhiều nhất và nên cảnh giác với những loại khô mực thường có giá rẻ bất thường. Thông tin này cũng đã khép lại phần trình bày của tôi sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn chị Quỳnh Như. Và tiếp tục chương trình sẽ là phần tin Thế giới chuyển động qua phần trình bày của anh Minh Thiện. Kính chào quý vị. Liên quan đến vấn đề Qatar, căng thẳng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn và có nguy cơ khó giải quyết trong bối cảnh các quốc gia Ả Rập và vùng vịnh dự định đưa ra những động thái tiếp theo để trừng phạt kinh tế đối với quốc gia này. Tai nạn cáp treo ở Pakistan khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Kinh tế Qatar gặp nhiều khó khăn sau khi các nước vùng vịnh có động thái trừng phạt kinh tế mới nhằm vào nước này. Sau châu Âu và Đông Nam Á, gã khổng lồ công nghệ của Mỹ tiếp tục gặp rắc rối ở Bắc Mỹ. Thưa quý vị, do thường xuyên sử dụng cáp treo để qua sông nên ở các khu vực miền núi của Pakistan hay xảy ra tai nạn đối với loại phương tiện này. Ngày hôm qua, giới chức Pakistan cho biết ít nhất 10 người chết và 2 người khác bị thương do cáp treo bị đứt, khiến cabin chở họ rơi xuống một hẻm núi ở một làng vùng cao. Vụ tai nạn xảy ra tại khu nghỉ dưỡng Murray thuộc làng Charapani, cách thủ đô Islamabad, khoảng 30 km về phía bắc. Người dân trong làng dùng cáp treo để qua sông. Khi cáp treo bị đứt, cabin chở họ đã văng ra ngoài, khiến 10 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ tai nạn. Tại Kenya, cây cầu trên sông Siwa, huyện Busia đã sập vào sáng sớm ngày 26 tháng 6, làm ít nhất 27 công nhân bị thương. Chính quyền đã cho đình chỉ thi công và điều tra nguyên nhân. Dự án chính phủ Kenya đầu tư trị giá 12 triệu đô la Mỹ và được tập đoàn xây dựng hải ngoại Trung Quốc COEG thực hiện. Theo kế hoạch, cầu sẽ khánh thành vào tháng tới. Jerome Zuhua, quản lý dự án của công ty, nhận trách nhiệm và hứa bồi thường nạn nhân. Ông cho hay các kỹ sư cũng không rõ nguyên nhân tai nạn. Tuy nhiên, ông bảo vệ công ty trước những tuyên bố họ không tuân thủ các tiêu chuẩn xây cầu cần thiết. Trước những diễn biến mới liên quan đến cuộc khủng hoảng ngoại giao tại vùng vịnh đang trực tiếp đẩy Qatar vào tình trạng đối mặt với những mối đe dọa kinh tế hết sức nghiêm trọng. Các nguồn tin khu vực ngày 28 tháng 6 cho biết, ba quốc gia vùng vịnh là Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain đã quyết định rút 16 tỷ đô la Mỹ tiền gửi ngắn hạn từ các ngân hàng Qatar. Động thái có thể làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm đô la Mỹ tại quốc gia Trung Đông hiện nay, đồng thời đẩy Doha đến bên bờ vực của một cuộc suy thoái kinh tế. Hiện các ngân hàng Qatar đang theo đuổi chính sách tài chính mới nhằm cải thiện khả năng thu mua USD. Sau khi đồng riyal của nước này tiếp tục đà giảm mạnh trong những ngày gần đây,
quốc gia vùng vịnh nhỏ bé này đang đứng trước nguy cơ lớn, có thể phá hủy nền kinh tế vốn đã suy yếu sau khi cuộc khủng hoảng về ngoại giao của các nước Ả Rập láng giềng. Nếu xung đột ngoại giao vùng vịnh không được giải quyết, kinh tế và tình hình tài chính của Qatar có thể phải đối mặt với tình trạng lạm phát nghiêm trọng. Đặc biệt, sự phụ thuộc quá lớn vào nguồn tiền gửi từ nước ngoài chắc chắn tạo ra những thách thức tồi tệ về thanh khoản đối với nhiều ngân hàng ở Qatar hiện nay. Công dân các nước Hồi giáo và những người tị nạn có nguyện vọng xin cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ cần phải có mối quan hệ gia đình thân thiết với một cá nhân đang sinh sống tại Mỹ hoặc có mối quan hệ rõ ràng, chính thống với một thực thể tại Mỹ. Đây là quy định mới mà chính phủ Mỹ vừa đề ra và đã được gửi tới các cơ quan ngoại giao Mỹ tại nước ngoài hôm 28 tháng 6, sau khi tòa án tối cao nước này khôi phục một phần sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump, vốn vấp phải sự phản đối của đông đảo dư luận. Theo quy định mới, những người muốn xin thị thực vào Mỹ đến từ 6 quốc gia gồm Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen phải chứng minh được mối quan hệ huyết thống với cha mẹ, chồng vợ, con nhỏ, con trai, con gái trưởng thành, con rể, con dâu hoặc anh chị em ruột ở Mỹ. Những thành viên khác trong gia đình như ông bà, cháu, cô chú, anh chị em họ, anh chị em của chồng hoặc vợ, vợ chồng sắp cưới không được coi là mối quan hệ thân thiết. Bất kỳ mối quan hệ nào của công dân 6 quốc gia trên với một thực thể hoạt động trong lãnh thổ Mỹ đều phải có giấy tờ chứng minh theo đúng trình tự thông thường. Sau án phạt tỷ đô châu Âu cũng như là bị đánh thuế ở Indonesia, ngày 28 tháng 6, Google tiếp tục gặp rắc rối tại Canada khi tòa án tối cao nước này đã ra lệnh cho Google xóa toàn bộ các thông tin liên quan đến website của hãng sản xuất thiết bị viễn thông Ecotech Solutions của nước này. Với lý do là hãng sản xuất thiết bị viễn thông nói trên đã kiện Google vì sử dụng sản phẩm của hãng, nhưng lại tuyên bố đây là sản phẩm do Google làm ra. Trước đó, Google đã xóa 345 trang web của công ty vi phạm tại Canada. Tuy nhiên, hãng sản xuất thiết bị viễn thông Ecotech sau đó vẫn tiếp tục đề nghị Google xóa toàn bộ các thông tin liên quan tới công ty này trên phạm vi toàn cầu. Luật sư của Google lập luận rằng đề nghị của Ecotech là vượt quá giới hạn, đe dọa tới quyền tự do tiếp cận thông tin của người dùng Internet trên toàn cầu. Với cách biện minh nói trên của Google, Tòa án Tối cao Canada đã kết luận rõ ràng là Google đang tiếp tục dung túng cho các hành vi gây tổn hại tới lợi ích của Ecotech. Do đó, tòa nhấn mạnh Internet là môi trường toàn cầu, không có biên giới. Cách duy nhất để các phán quyết của tòa đạt được mục tiêu là Google buộc phải chấp hành nghiêm phán quyết. Cuộc chơi nào cũng cần đến một chút men, đặc biệt là trong bóng đá. Thế nhưng, nếu như tham dự World Cup 2018 vào năm sau tại Nga, thì người hâm mộ sẽ không có cơ hội được thưởng thức những loại đồ uống có cồn nữa. Điều này liên quan đến sắc lệnh cấm sử dụng đồ uống có cồn được chính phủ Nga ban hành. Tuy nhiên, cũng đừng quá lo lắng. Các nhà sản xuất của Nga đã tìm ra cách cho ra đời loại bia không cồn để phục vụ cho những bữa tiệc ăn mừng chiến thắng của người hâm mộ môn thể thao vua. Như một cách ứng phó với sắc lệnh của chính phủ, các nhà sản xuất bia của Nga đã thúc đẩy một sản phẩm vốn tồn tại trên thị trường từ nhiều năm nay, nhưng chưa thực sự phát triển, đó là bia không cồn. Một trong số đó là loại bia Bud, đến từ công ty Anheuser-Busch InBev. Bia không cồn có thể giúp cho nhà sản xuất có lợi nhuận cao hơn bởi vì mức thuế đóng sẽ giảm và được cho là sẽ tốt cho sức khỏe. Nhưng điều quan trọng nhất, nhờ loại bia đặc biệt này, có lẽ sẽ không có những cảnh ẩu đả vì say xỉn sau những trận cầu trong giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2018. Thưa quý vị, cách đây gần một thế kỷ, đại văn hào người Nga Vladimir Nabokov từng chia sẻ ước mơ về một bộ phim hoạt hình với bối cảnh và nhân vật đều bước ra từ những bức họa nổi tiếng. Giờ đây, điều đó đã trở thành hiện thực với những thước phim đầu tiên về danh họa Van Gogh. Bộ phim hoạt hình làm từ tranh sơn dầu đầu tiên trên thế giới, Loving Vincent, vừa ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Annecy của Pháp, trước khi đến với công chúng vào tháng 10 năm nay. Mang tựa đề Loving Vincent, phim xoay quanh những ngày cuối đời và cái chết vẫn còn nhiều bí ẩn của danh họa Van Gogh. Hai đạo diễn Dorota Kobiela và Hugh Weisman đã dành hơn 7 năm để xây dựng dự án này. Phim là bản màu sống động được tạo ra từ hơn 62.000 bức tranh sơn dầu kết hợp cùng hơn 100 kiệt tác của danh họa Van Gogh và đã giành giải thưởng của khán giả tại Liên hoan phim quốc tế Annecy của Pháp. Dự kiến Loving Vincent sẽ tiếp tục được giới thiệu tại Liên hoan phim quốc tế Melbourne của Australia vào tháng 8 tới, trước khi ra rạp tại Pháp vào tháng 10 năm nay. Những tin nóng giao thông tiếp tục chương trình.
xe đầu kéo chở gỗ lật nhào trên cao tốc Hà Tĩnh. Vì ngủ gật, tài công ghe 100 tấn đâm vào 4 bè nuôi cá trên sông Tiền. Thưa quý vị, xe tải, xe container, đầu kéo là các phương tiện có kích thước dài và thành hàng thiết kế tương đối cao để phục vụ chuyên chở cho những vật liệu có khối lượng lớn, kích thước lớn. Nên khi di chuyển sẽ xuất hiện một số điểm mù bị che khuất tầm nhìn, nhất là những đoạn cua gắt. Chiều qua, sau cú ôm cua gắt, chiếc xe đầu kéo mất lái lật nhào trên quốc lộ 1A. Toàn bộ số gỗ trên thùng xe tràn tung tóe ra mặt đường gây ùn tắc quốc lộ suốt nhiều giờ. Vụ việc xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn qua đường tránh thành phố Hà Tĩnh. Chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 77C10539 kéo theo xe rơ móc do tài xế Nguyễn Văn Nhâm trú tại tỉnh Bình Định điều khiển đang lưu thông theo hướng Nam Bắc. Khi đến địa phận xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, do ôm cua gấp dẫn đến mất lái nên chiếc xe bị lật nghiêng ra đường. Cú đổ mạnh khiến đầu xe hư hỏng nặng, tài xế và phụ xe may mắn thoát nạn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua thì đã từng xảy ra rất nhiều vụ xe tải, xe container tự bốc cháy mà đến nay ngành chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân cụ thể. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay đã có đến hàng chục vụ xe tự bốc cháy trên cao tốc. Điển hình là vào ngày 7 tháng 4, chiếc xe tải bốc cháy dữ dội tại làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng trong khi tài xế vắng mặt. Và đến ngày 29 tháng 5 thì một chiếc xe khách 50 chỗ đang chạy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đã bất ngờ bốc cháy dữ dội. Tài xế nhanh chóng cho xe dừng lại ở làn đường khẩn cấp và bung cửa thoát ra ngoài. Rất may, thời điểm trên tai nạn thì chỉ có tài xế ở trong xe. Và thưa quý vị và các bạn, vào trưa ngày hôm qua, cũng trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thuộc địa phận của huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai lại ghi nhận vụ xe đầu kéo tự bốc cháy dữ dội sau cabin. Sau đó thì tài xế đã dừng ô tô ở làn trong của cao tốc rồi tung cửa thoát thân. Nhận được tin báo, tổ tuần tra của công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam VACE đã có mặt tại hiện trường và báo lên cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 2 thành phố Hồ Chí Minh để hợp tác xử lý. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng xe bị hư hỏng gần như là hoàn toàn. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện tượng ô tô, xe tải bốc cháy trong thời gian qua có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có lỗi kỹ thuật của phương tiện. Như chủ xe lắp thêm thiết bị điện không được kiểm soát như là thùng đá, đầu đĩa. Các thiết bị điện này không có trong thiết kế của xe, song vẫn được sử dụng gây quá tải cho hệ thống điện. Một nguyên nhân khác là do xe không được đăng kiểm, bảo dưỡng thường xuyên, khiến cho các bộ phận như động cơ, phanh phát sinh nhiệt độ cao khi vận hành gặp thời tiết nắng nóng. Nhiệt độ ngoài trời cao khiến nhiệt độ trong hầm hàng ô tô lên tới 60 đến 70 độ C, làm tăng nguy cơ cháy nổ. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ thông xe hai nhánh cầu kết nối giữa cầu Nguyễn Văn Cừ và đường Võ Văn Kiệt. Đây là công trình nhằm góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông tại khu vực, tạo thuận lợi cho các luồng giao thông theo hướng Bắc Nam của thành phố. Hai nhánh cầu mới đưa vào hoạt động gồm nhánh N1 từ đường Võ Văn Kiệt phía huyện Bình Chánh đi lên cầu Nguyễn Văn Cừ, chiều dài 167m, và nhánh N2 từ cầu Nguyễn Văn Cừ xuống đường Võ Văn Kiệt phía quận Nhất có chiều dài 143m. Cả hai nhánh cầu đều rộng 6,5m, đáp ứng cho một làn xe hỗn hợp. Việc lưu thông hai nhánh cầu trên góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông khu vực giao lộ Võ Văn Kiệt Trần Hưng Đạo, tạo thuận lợi cho các luồng giao thông theo hướng Bắc Nam, nâng cao hiệu quả khai thác trục đường Võ Văn Kiệt và đường hầm sông Sài Gòn và đường Mai Chí Thọ. Rạng sáng qua tại tỉnh An Giang đã xảy ra vụ va chạm giao thông thủy khiến 4 bè cá hư hỏng nặng, toàn bộ số cá nuôi trong bè thoát ra sông. Rất may mắn là không có thiệt hại về người. Thông tin ban đầu, tài công Nguyễn Thanh Phú, ngụ tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, điều khiển ghe tải trọng là gần 100 tấn, đi trên sông Tiền, theo hướng từ cầu Mỹ Thuận đi Vĩnh Long. Khi đến đoạn sông thuộc thủy phận của xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, thì bất ngờ chiếc ghe trên đã đâm vào 4 bè cá của ông Võ Văn Phước, gây hư hỏng nặng. Chủ ghe đã thỏa thuận bồi thường thiệt hại. Nguyên nhân ban đầu xảy ra tai nạn được xác định là do tài công ngủ gật. Thưa quý vị, tình trạng xâm hại hành lang an toàn đê điều những năm gần đây gia tăng với mức độ vi phạm ngày càng nghiêm trọng hơn. Ngoài việc xây dựng trái phép, tập kết vật liệu xây dựng trái phép, thì tình trạng xe quá tải chạy trên đê gây dở mặt đê, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn kết cấu hạ tầng đê điều, gây ra những hiểm họa khôn lường trong mùa mưa bão.
mặt đê dở nát, đường bụi mù mịt là những gì đang diễn ra trên tuyến đê Đuống thuộc địa bàn huyện Tiên Du và Quế Võ của tỉnh Bắc Ninh. Biển hạn chế tải trọng 12 tấn đối với đê chính và đê bao là 3,5 tấn. Thế nhưng, những chiếc xe mà người dân hay gọi là hổ trồ được cơi nới thành thùng, chở đầy đất đá vẫn ngang nhiên chạy qua. Điều này khiến cho người dân vô cùng bức xúc. Những đoàn xe quá tải chở đất, cát, đá xuất phát từ các bến bãi ven sông Đuống, đi theo đường đê ra quốc lộ 18 hoặc chạy theo các đường nhánh để san lấp các khu vực công nghiệp của huyện Quế Võ. Xe tải không chỉ đe dọa đến an toàn đê điều mà còn đang cài nát đường tại nhiều địa phương. Chính vì vậy, vào ngày 28 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản chỉ đạo các địa phương vào cuộc quyết liệt xử lý xe quá tải. Thế nhưng, thực tế vụ việc xảy ra tại tỉnh Bắc Ninh có lẽ là tình trạng xe quá tải dễ phát hiện, khó xử lý sẽ còn kéo dài. Thưa quý vị, theo thông tin cảnh báo từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thì trong hôm qua, có một đám mây dông đã hình thành trên khu vực Trà Vinh, Vĩnh Long, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh và phát triển sang các tỉnh lân cận. Và đây cũng là nguyên nhân gây những cơn mưa bất chợt cho các tỉnh miền Nam trong chiều qua. Còn trong hôm nay, khu vực có mưa vừa được dự báo là vùng ven biển miền Tây. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc cùng gió giật. Cần Thơ, Hậu Giang, sáng sớm trời vẫn có nắng. Từ trưa có mưa rải rác trên toàn khu vực. Về nhiệt độ sẽ dao động quanh mức từ 25 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh cùng những tỉnh thành lân cận, thời tiết phổ biến là nắng ráo, mưa sẽ chỉ xuất hiện vào cuối chiều và chủ yếu là mưa rào. Về đêm mưa giảm, có gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất dao động từ mức 32 đến 34 độ. Và vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những tin mới và nóng nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị trong chương trình ngày mai. Kính mời quý vị chú ý đón xem. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày mai 1 tháng 7, Chuyển động Đông Tây lúc 11 giờ trưa sẽ được điều chỉnh khung giờ phát sóng từ 11 giờ 30 phút đến 12 giờ hàng ngày. Rất mong quý vị tiếp tục ủng hộ. Đặc biệt, vào lúc 22 giờ tức là 10 giờ tối, chúng tôi sẽ ra mắt quý vị chương trình hoàn toàn mới Chuyện 22 giờ. Chương trình này có gì đặc biệt? Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem vào tối mai. Bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo trên kênh HGTV.